Bạn là ai trong thế giới rộng lớn này? Bạn tự hỏi vì sao xã hội lại đầy rẫy những mệt mỏi, bất công? Tại sao con người lại tham lam đến thế? Hay tại sao chiến tranh lại xảy ra? Tại sao chúng ta không yêu thương nhau nhiều hơn? Bạn đã sống 30 năm, 50 năm hay 70 năm để loay hoay đi tìm kiếm cho mình câu trả lời, nhưng rồi vọng lại đều chỉ là những lời lẽ vô nghĩa. Bạn mải miết đem câu hỏi này đi khỏi khắp thế gian, nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi chính mình hay chưa? Đã bao giờ bạn thực sự nghiêm túc ngồi lại, đối diện với chính mình, đối diện với sự sợ hãi, sự đố kỵ, sự tham lam, sự lười biếng, sự giả dối của chính mình để phản tỉnh hay chưa? Đến với những cuộc đối thoại cùng Krishnamurti trong cuốn sách Thế giới trong bạn, độc giả sẽ vô cùng bất ngờ bởi mỗi câu chuyện đều đem đến cho họ cảm giác người tham dự vào cuộc trò chuyện đó chính là họ. Họ được lắng nghe, được đối thoại về mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đối diện với mọi vấn đề, Krishnamurti đều đưa ra những lời chia sẻ thông minh, sắc sảo giúp người đọc tự chiêm nghiệm vấn đề của mình. Cái họ nhận được không phải là lời khuyên mà là sự trải nghiệm và tự khai sáng. Mỗi người đều là người duy nhất có thể đối diện và khai sáng chính mình. Tự biết mình là việc không hề dễ dàng, Krishnamurti nói. Nó giống như một bộ sách dày trang, bạn không thể nào bỏ qua bất kỳ trang sách nào, bởi mỗi trang đều đưa ra gợi ý về sự khám phá và trải nghiệm. Một khi ta biết cách đọc cuốn sách chính mình, ta cũng sẽ biết về thế giới xung quanh và mọi vấn đề của nó. Bạn chính là thế giới, Krishnamurti nói. Ông không ngừng nhắc nhở mọi người nhìn vào nội tâm, nhìn thế giới qua chính mình để tự giải thoát cho bản thân khỏi những khuôn định, khỏi những tư tưởng và thẩm quyền. Và để bắt đầu hành trình đó, chúng ta không cần tìm kiếm đâu xa, cũng không cần cầu viện bất kỳ ai. Chúng ta có thể bắt đầu từ chính mình bằng thiền định đúng và tư duy đúng. Mọi vấn đề thực ra bắt đầu từ bạn và chỉ có thể kết thúc bởi bạn mà thôi. Chúng ta không nên đổ lỗi, không nên phán xét, càng không nên chạy trốn. Trong các cuộc đối thoại của mình, Krishnamurti cũng chỉ ra rằng để hiểu được bản thân, con người cần phải cởi mở tâm hồn. Mỗi người đều phải lần lượt tháo gỡ những ràng buộc về tôn giáo, quốc tịch hay địa vị để từ đó nhận thức thế giới một cách vô tư và chân thành. Chỉ có vậy, con người mới có được sự bình an thật sự trong thế giới này. Krishnamurti sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp Brahmin tại Ấn Độ. Nhưng ông khẳng định rằng mình không thuộc bất cứ quốc tịch, tầng lớp, tôn giáo hay trường phái triết học nào. Ông cũng không tán thành trường phái tư tưởng thuộc học thuyết hay chính trị nào cả. Ông dành phần lớn quãng đời của mình đi khắp thế giới như một nhà diễn thuyết độc lập, dành trọn vẹn cuộc đời của mình với sứ mệnh vì nhân loại và dùng sự hiểu biết của mình để mở ra con đường giải thoát cho con người khỏi khổ đau và mọi muộn phiền trong cuộc sống. Những lời dạy của ông luôn vượt lên trên mọi biên giới và ranh giới do chính con người tạo ra. Cũng vì ý nghĩa sâu sắc đó, những câu chuyện của ông mang đến ngày hôm nay vẫn luôn tràn đầy sức sống, mới mẻ và hữu ích. Các tựa sách của Krishnamurti đã được xuất bản tại Việt Nam như Tự do đầu tiên và cuối cùng, Bạn đang nghịch gì với đời mình, Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống, Tự do vượt trên sự hiểu biết. Trạm đọc xin trân trọng giới thiệu tới bạn cuốn sách này.